À, xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh YouTube của Aesop ngày hôm nay. Thì hôm nay em Aesop sẽ cùng với anh em đi review một số các cái cây vợt mới của dòng mà nhiều anh em sẽ thích. Đó là chúng ta sẽ đi review một số cây vợt của dòng Lightning Aronaut. Aronaut thì hiện tại ở đây thì như anh em cũng biết là cây Aronaut 9000C thì nó đã rất nổi tiếng rồi. Nó cùng với cả Watanabe của Nhật Bản vô địch rất là nhiều giải. Đấy, từ ngày chuyển sang 9000C thì Watanabe đập mạnh hơn. Và ở đây thì có một cây nữa, đó là cây 7000B của Lightning. Đó, nó cũng là một cây được dân phong trào ở miền Bắc này, cũng như là các cái khách hàng của bên tôi rất là ưa chuộng cây Aronaut 7000B này. Đấy, vâng, đấy là hai cây đàn anh. Thì hôm nay sẽ có hai cây đàn em, giá thành nó sẽ vừa phải hơn. Hai cây đàn anh này giá nó toàn là 3X, nên là nó hơi cao. Thì hôm nay có hai cái đàn em mà cũng là trong phân khúc bình thường hơn một chút, giá thành nó có thể tiếp cận được nhiều người chơi hơn, với cả cách chơi nó dễ hơn. Thì đó là hai người anh em của cây 9000, người gọi là người anh em cùng cha, đấy, cùng họ. Nhưng mà nó là hai cây Aronaut 6000 của Lightning. Đấy, thì hiện tại hôm nay ở cửa hàng chúng tôi có hai phiên bản, đó là 6000D và 6 phiên bản Aronaut 6000. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi review về hai cây vợt này, thì sẽ xem nó có gì khác với những người anh của nó không, hay là nó có đặc điểm gì chung với những người anh của nó. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi review chi tiết hai cây vợt này nhé. Thì phần đầu tiên vẫn như mọi lần, anh em chúng ta sẽ đến với cái màu sắc này, cái chiều dài kích thước này, số đo 3 vòng của hai cái cây vợt này. Đấy, chúng ta sẽ so nó với cả 7000B và 9000C xem là cái chiều dài cơ sở của nó khác gì nhau không. Thì đầu tiên thì anh em chúng ta sẽ vào với phần chiều dài kích thước và cái sở hữu màu sắc quần áo của cây 6000 và 6000D. Thì trên tay tôi là cây 6000. Cây 6000 thì sở hữu cho mình cái màu xanh biển là chủ đạo. Đấy, pha với một chút xanh và đỏ đi. Pha một chút xanh ngọc và đỏ. Đấy. Một cây vợt nhìn khá là bắt mắt. Đấy, nó những giống như cái những cái viên kẹo ấy, nhìn khá là đẹp. Ngọt ngào, nam nữ chơi tôi nghĩ là đều ok. Nhìn rất là đẹp. Đấy, về phần màu sắc vẫn sở hữu cho mình cái đặc điểm chung của dòng Aronaut, đó là có một rãnh thoát khí ở phần gần chữ T này. Đấy, có bên này một rãnh, bên này một rãnh, có hai rãnh thoát khí. Cái 6000D thì cái rãnh thoát khí nó vẫn vậy rồi, vẫn ở đấy. Nhưng mà 6000D thì sở hữu cho mình một màu phiên bản màu khác hơn so với 6000, đó là màu đen và pha với cả màu xanh lá cam. Đó, như anh em có thể nhìn thấy pha với xanh lá cam. Nói chung là cái màu này thì nó hơi tối hơn so với cả cây 6000. Đó, thì đây là phần màu sắc, vẫn sở hữu cho mình cái nước sơn lì cực kỳ khỏe khoắn của Lightning. Vâng, thì tiếp theo anh em chúng ta sẽ đến với cái phần gọi là cân nặng đây của cây 6000 trước. Thì hiện tại ở trên thông số cây 6000 có ghi cho chúng ta là cây vượt dẻo, nặng khoảng 87 cộng trừ 3 gram. Và điểm cân bằng là 290 cộng trừ 4mm. Thì bây giờ anh em chúng ta sẽ cân xem là cây 6000 này nó có cân nặng là bao nhiêu. Cây 6000 có cái trọng lượng cân nặng nó rơi vào khoảng là cũng đúng theo thông số đấy, 88g đến 88,1g. Với trọng lượng này thì đây sẽ là vượt 3U. Tiếp theo anh em đến với cái cây gọi là 6000D này xem là trọng lượng của nó là bao nhiêu. 6000D thì nó có trọng lượng là tính tất tần tật vào là 86,1 tới 86,2g. Thì ở đây trọng lượng của nó ghi là 85 cộng trừ 3. Thì đây cũng là một cây vợt nó cũng ở trong cái ngưỡng gọi là từ 4U lên 3U. Đấy. Nó vẫn nhẹ nhàng hơn so với các vợt 3U khác. Để anh em cầm cảm giác trọng lượng của nó cũng khá nhẹ hơn rồi. Thì đấy là hai cái trọng lượng của hai cây vợt. Thì tiếp theo anh em xem là hai cây vợt này nó có khác gì nhau về cái hình thức chiều dài thân các thứ không.
xem là có khác gì không. À, có khác đấy. Có khác đấy. Nhưng em có thể nhìn thấy ở đây. Đây, sẽ nhìn rõ hơn. Đó. À, cái thân vượt của cây Anas 6000 nó dài hơn thân vượt của cây Anas 6000D. Đấy. Nhưng mà cái cán cầm của cây 6000D này thì nó dài hơn cán cầm của cây 6000. Anh có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Đây, cán cầm của 6000 đây. À, đây là cái thân vượt của 6000, cán cầm của 6000 và cán cầm của 6000D. Ok, thì bây giờ anh em chúng ta sẽ đến với cái phần gọi là so sánh cây 6000 với cả những cái người anh em của nó. Thì hiện tại ở trên tay tôi là có 7000B với cả 9000C, thì cái chiều dài tương tự với cả cây 6000D. Về thân vượt, về cán cầm và về cấu trúc mặt vượt là như nhau. Chỉ có khác một cái là cây 9000C và cây 7000B nó có 4 rãnh thoát khí. Còn cái anh 6000D và 6000 nó chỉ có 2 rãnh thoát khí ở hai bên thôi. Còn cây 7000 và 9000 thì nó có 4 cái, mỗi bên 2. Đấy là nó có đặc điểm khác nhau một chút. Với cả chắc là nó khác nhau về trọng lượng. Như các bạn biết thì 9000C là một cây vượt thiên công, thì cái trọng lượng của nó cho chúng ta vào khoảng một cây vượt bao nhiêu thiên công, nó cho vào khoảng 90 đến 90,1 gram. Còn cây 7000B này là một cây vượt công thủ toàn diện này, nó cho chúng ta là 89,6 đến 89,7 gram. Theo hiện tại tôi đo ở trên cái cân tiểu ly này thì có thể là do gió một chút nên là lúc thì nó lên được 0,1, lúc thì nó lại giảm 0,1. Nên là phải đọc thế cho nó chính xác, không nhiều anh em lại bảo là tôi đọc nó không chính xác. Thì cái về phần cấu trúc cơ bản thì về số đo với cả các thứ là tôi đã so sánh với cả 9000, những cái cây mà vượt cực kỳ hot là 9000C với cả cây 7000B rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào với cái phần là thông số kỹ thuật chi tiết của hai cái cây vượt 6000 với 6000D này. Như anh em cũng biết thì vượt Lightning thì thường thường chúng ta sẽ đọc thông số ở cái phần cán cầm. Thì như ở đây tôi sẽ đọc cho các bạn luôn được cái thông số của cây vợt 6000. 6000 là một cây vợt dẻo với trọng lượng là 87 cộng trừ 3. Đấy là thêm thông số trên giấy tờ, còn vừa nãy tôi đã cân cho anh em cái trọng lượng chính xác của nó rồi. Điểm cân bằng là 290 cộng trừ 4 mm, thì đây là một cây vợt gọi là cân bằng thì chính xác hơn. Nó cũng khá là dễ chơi, nhưng mà lại một cái lại là dính ở ba u. Cây này thì chắc là tôi nghĩ là phản tạc các thứ là nó sẽ khá là dễ, công cũng được. Cây này gọi là khá là toàn diện, công thủ toàn diện này. Với lực căng, chỉ số lực căng tối đa của cây vượt này cho tới là 30 lbf. 30 lbf tương đương khoảng 13 cân đấy. Nên là anh em căng thoải mái. Có một cái cấu trúc, có một cái hình vượt rất là đẹp, lực căng cao, dễ cầm, dễ chơi. Tiếp theo đến cây 6000D. Là một cây vượt có độ dẻo là trung bình, độ nặng là trên giấy tờ là 85 cộng trừ 3 gram, và điểm cân bằng là 298 cộng trừ 4 mm, thì đây cho anh em thấy là một cái vợt khá là thiên về vấn đề công này. Công cũng được, driver kiểm soát trận đấu cũng tốt. Nghĩa là cây vợt này khi anh em chúng ta cầm cao vợt lên thì chúng ta sẽ kiểm soát được đường cầu khá tốt, bởi vì là nó có một cái thân vợt cứng. Còn nếu mà anh em nào muốn công một chút thì chúng ta sẽ cầm sâu về cán cầm này ra để mượn lực, nó có độ dẻo nhất định thì anh em chúng ta vẫn công được. Cây vợt này là khá toàn diện. Như tôi thấy thì cây vợt này nó sẽ được nhiều anh em đánh giá tốt hơn, so nghĩa là cầm vào nhiều anh em đánh giá tốt hơn so với cây 6000. Cây 6000 thì nó hơi nhẹ đầu quá, thì nó cái kiểu đánh của 6000 thì lại thiên về phản tạt nhiều hơn đấy, nhưng mà nó lại thiên về phản tạt nhiều hơn. Còn cây 6000D này thì nó sẽ là một cây toàn diện hơn này, công thủ toàn diện hơn. Driver, như anh em có thể hiểu driver là lái xe à? Tôi hơi rốt tiếng Anh tí nhưng mà chắc driver là lái rồi, nên là cái cây này nó sẽ cho chúng ta kiểm soát trận đấu nó tốt hơn. Đấy. 85 gram, khá là nhẹ nhàng. Ok, thì đấy cũng là cái phần thông số kỹ thuật chi tiết của cây vợt mà tôi đọc được. Đấy, thì anh em nào mà muốn kiểm tra nó một phần chi tiết hơn thì chúng tôi đã có những cái bài viết cực kỳ kỹ ở trên fbshop.vn rồi. Anh em hãy vào fbshop.vn để xem cái bài viết của chúng tôi. Ok, thì anh em chúng ta đã trải qua hai phần, đó là phần hình thức và cái phần thông số kỹ thuật chi tiết của cây vợt. Thì bây giờ sẽ là cái phần cảm nhận thực tế. Thì cảm nhận thực tế thì cũng may là nhà tôi thì vợt nào cũng có, nên là tôi cầm ra cho anh em cảm nhận được luôn. Và tôi cũng đã ra sân với hai cây này rồi, rất nhiều các anh em đánh giá tốt với hai cây vợt là 6000 và 6000D.
Như anh em yêu thích cái sự nhẹ nhàng mà điều khiển trận đấu thì các anh em hay là sử dụng cái 6000D này. Và cái 6000D này tôi ra sân cầm tỷ đè các thứ và công nó cũng khá là ổn. Nhưng mà đối với tôi thì một cây vợt 85g thì nó hơi nhẹ, nên là tôi chỉ đánh được phần nào công lực. Ví dụ tôi có 10 phần công lực thì cái này nó mới ra được có 8-9 phần, chưa toát hết được. Nên với tay tôi đấy nhá, chưa thực sự là thoải mái lắm. Còn 6000 thì thủ thích này, cái thủ rất là thích, nhanh lắm. Đấy, với cả cái này thì tôi đánh giá cao trong cái khoản thi đấu đơn của nó, điều khiển nó cũng dễ. Anh đôi thì thủ thích thôi, công thì nó ai phải cổ tay tốt cơ. Các bạn biết là điểm cân bằng 290 thì cổ tay không tốt, mà dùng bằng vai thì gần như là nó hay bị hụt lắm. Cây này thì cổ tay tốt thì vãng rất là thích. Đấy, còn về cái phần ưu nhược điểm một chút này, cái ưu điểm thì như các bạn biết, cái ưu điểm của hai cái đồng chí này thì nó được cái màu sắc bắt mắt này, cực kỳ dễ tiếp cận với người chơi. Nó không như các cái dòng vợt cao cấp của Yonex hay của Lightning khác là nó yêu cầu cái thực lực của người chơi nó phải cao thì chúng ta mới sử dụng được cây vợt. Cái này thì nó yêu cầu cái thực lực chơi nó cũng bình thường thôi, nó dễ tiếp cận được với nhiều đối tượng chơi hơn. Đấy là cái phần ưu điểm. Còn cái phần nhược điểm của nó một chút, nhược điểm của nó thì nó có cái gọi là, bởi vì là như các bạn biết, cái nhược điểm của nó là đàn anh 9000C của nó đã quá nổi tiếng rồi, nên là nhiều khi mà chúng ta cầm những cây này ra thì lại hay bị nhầm là kiểu 9000 ấy, thì kiểu như là, nhưng mà mình cầm đàn em nên là cũng hơi buồn đấy. Nhưng mà anh em không phải lo, bởi vì đây là một cái giá thành sản phẩm nó cũng rẻ hơn mà, nhưng mà nó dễ bị hiểu lầm là chúng ta đang cầm 9000. Cái nhược điểm thì tôi chỉ thấy thế thôi, còn đánh thì tất nhiên là mỗi người mỗi kiểu đánh rồi. Cái nhược điểm của hai dòng này khá là ít, bởi vì đánh nó cũng dễ phù hợp với nhiều người chơi. Thì hôm nay review về hai cái cây này rồi thì tôi có một chút cảm nhận về hai cây này so với 9000, đó là so với anh 9000 và 7000B thì hai cây này nó nhẹ hơn, dễ chơi hơn, vừa túi tiền hơn. Còn gì nữa không nhỉ? Thế thôi, còn về rãnh thoát khí thì cũng có như vậy, cấu trúc mặt vợt như vậy. Mọi thứ của cây này tôi chỉ thấy là rẻ hơn thôi. Dễ chơi hơn. Thì ok, thì hôm nay clip review về hai cây 6000 và 6000D này thì chúng tôi đã review xong về hai cây vợt. Thì anh em nào mà có cảm nhận riêng mình về, hoặc là đã chơi với hai cây vợt này rồi, có cảm nhận riêng thì hãy comment cho shop ở phía bên dưới để anh em chúng ta cùng thảo luận. Nhớ like, subscribe kênh YouTube của Episode. Nhớ nút chuông nữa. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em trong một clip sắp tới.